Nhạn nó đang cảm nhận rồi. Nhạn bắt Tiến bịp xin lỗi mà sao không dám động đến Khánh. Khánh nó là đức chúa trời thì động sao được. Mẹ bố mày nó là Khánh đại đế. Khánh Sky đại đế. Tiến bịp vẫn dưới màu Khánh nhá. Riêng ấy, từ xã hội bên ngoài và kể cả trong phim luôn. Trong phim tức là trên mạng mà ngoài đời luôn. Dưới màu Tiến bịp làm sao mà va được với Khánh mà. Chào băng băng nhá. Khánh Sky đâu vậy nhạn. Khánh Sky chỉ dùng mỗi một click duy nhất này thôi anh em, bấm follow đi. Tiến bịp ông ấy già rồi, về hưu rồi. Anh chào băng băng. Khởi nó chịu tang thay anh Khá. Người em chuẩn chất nhất của anh Khá mà. Sắn trên bậc Khánh, anh em đừng gọi nữa. Sắn hàng con cháu của tôi nhá. Sắn ma số hàng con cháu của anh Khá nhá. Không có vẹo ở xã hội cả. Hiện tại Sắn cháu nó đang, tôi đang gửi cháu Sắn lên trông xe với cả dọn nhà trên quán Hà Nội du học. Trông xe với cả dọn nhà vệ sinh ở trên cái quán ở Thường Ven Hồ. Lâu lâu nhặt rác, nhặt long bia với cả vỏ chai để bán. Góp nhặt cát đá, tư má cát đá. Sắn làm sao tuổi. Đúng là Khánh Nhật Cai, nó là vô địch thiên hạ rồi. Chú lại bánh. Chú mới về. Việc thằng Nhạn Hải Phòng. Chú để cháu giải quyết. Chú ở nhà lấy vợ đi. Để cháu giải quyết thằng Nhạn cho. Riêng thằng Nhạn trong một lốt nhạc luôn. Giải quyết nó từ trong phim đến ngoài đời luôn. Anh em nhà Khánh đang thích va chạm này. Đang chán đời này. Chán mệt đèn và dọa hàng. Riêng cái việc thằng Nhạn nhá, chú để cháu. Chú có vợ con rồi, chú đẻ cháu. Đúng rồi. Mình là tuổi con tuổi cháu, những cái việc này là mình phải giải quyết. Tầm cha tầm chú thì chú ấy già đi về hưu rồi. Mình con cháu mình giải quyết những cái việc đơn giản này mình giải quyết. Tao nói này, Nhạn chỉ là tên một loài chim thôi, còn bố mày nó là cả bầu này, hiểu chưa? Mà chim mà bay trên trời ấy, bố mày làm một cơn gió rồi xóa cánh ngay, hiểu chưa? Trúng gió ngay, hiểu chưa? Mày cảm nhận tao đi. Tao đã cho mày cảm nhận rồi, nhưng mà mày vẫn chưa cảm nhận được. Mà chưa thấy mày nói gì cả. Ok, tao đã cho mày thời gian để mày cảm nhận tao rồi. Nói gì cả. Không va chạm được với đội nhà Khánh đâu. Ok anh em nhá. Nhiều thằng cái lúc mà Khánh đang làm ăn thua. Một tuần Khánh làm ăn thua gần 2 tỷ. Thì Khánh không có thời gian lên mạng. Và cái sự việc cái thằng Nhạn này nó nói chú Hải Bánh ấy. Nó nói 4 5 ngày rồi mà mình không biết gì cả. Nó nói chú Hải đến 4 5 ngày mình không biết gì cả vì mình đang thua tha gần 2 tỷ. Mình không có thời gian lên mạng, đang quay tiền để giả người ta. Thời gian đâu mà lên mạng. Ê, xong khi quay tiền xong giả xong rồi mới biết là nó bảo là anh ơi anh lộ cái thằng Nhạn này đi. Mình lúc mình còn bảo là bố thôi, anh chịu bố Nhạn, anh chịu, anh đang vớ nợ, tuần anh thua gần 2 tỷ thì anh thời gian đâu mà quan tâm cái bọn cộng đồng mạng. Thế cuối cùng là Khánh lấy tiền thằng Khánh giả người ta xong thì Khánh mới có thời gian Khánh lướt TikTok. Thì Khánh xem này, cái thằng Nhạn mặt thẹo này. Cái thằng Nhạn mặt thẹo này. Anh em follow link em Duy Thẻ Hưng Yên nhá. Em thẻ Sky. Em của Khánh. Thì là mình không có thời gian. Chào Khánh búa em ơi. Mình mới nướt mạng mình mới thấy là con lợn này. Mặt thì thẹo. Thằng Nhạn này nhá. Bị người ta dùng dao lam người ta ấy vào mặt nhá. Mới thành mặt thẹo đấy nhá. Chính xác là như thế.